Nổi tiếng bởi sự hài hước, duyên dáng, nên ngay khi tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Duy Khánh đã giành được sự yêu thích của đông đảo gái con, và thậm chí còn up ngay top 1 bảng bình chọn Nam Thần Giải Trí. Ngay sau đây, hãy cùng VTV Show tìm hiểu anh tài Duy Khánh nha! Duy Khánh được biết đến với biệt danh Duy Khánh Châu Châu hay Cô Giáo Khánh. Anh là nghệ sĩ đa di năng với nhiều vai trò, từ người mẫu, diễn viên, ca sĩ đến MC trẻ đầy tài năng và triển vọng của làng giải trí Việt. Với nét diễn duyên dáng, hài hước, anh đã sở hữu cho mình một lượng lớn người hâm mộ. Tuy sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Duy Khánh đã nung nấu trong mình ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Ngay từ khi chỉ mới là cậu học sinh cấp 2, Duy Khánh đã bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ. Anh đã xin mẹ đến lớp học diễn xuất nhưng phải bỏ dở. Tuy nhiên, không từ bỏ ước mơ, anh miệt mài đi casting các vai quần chúng suốt 3 năm cấp 3. Tuy vất vả, đồng lương lại beo bọt, nhưng Duy Khánh vẫn rất vui vẻ vì được sống với đam mê. Bên cạnh đóng phim, anh cũng tận dụng lợi thế gương mặt ưa nhìn, sáng sủa của mình để làm người mẫu cho các tờ báo tuổi teen đình đám lúc bấy giờ là Hoa Học Trò, Mực Tím với nghệ danh Duy Khánh Châu Châu. Không dừng lại ở đó, với tham vọng trở thành một nghệ sĩ đa di năng, Duy Khánh còn thử sức ở vai trò MC một số chương trình. Tưởng chừng con đường chinh phục ước mơ đang từng bước diễn ra suôn sẻ thì sóng gió ập đến với anh. Cũng chính vì điều này mà Duy Khánh đã bỏ lỡ giấc mơ thi vào đại học sân khấu điện ảnh. Trong khi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Duy Khánh đã phải nhập viện cấp cứu vì bệnh hiếm gặp. Sau phẫu thuật, anh đã mất tới gần 3 năm để cơ thể hoàn toàn bình phục. Với những nỗ lực và sự kiên trì, Duy Khánh đã từng bước xây dựng lại cho mình sự nghiệp diễn xuất để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 2012, Duy Khánh ghi dấu ấn với vai diễn Hot Boy Quét Lá trong clip hài Kính Vạn Bông của nhóm Đam TV. Dù với thời lượng ngắn ngủi, nhưng cứ hễ anh xuất hiện là bừng sáng cá khung hình nhờ biểu cảm hài hước và nụ cười tỏa nắng đốn tim mọi ánh nhìn. Đây cũng chính là dự án mở đường cho Duy Khánh bước chân vào con đường nghệ thuật. Tuy vậy, phải đến năm 2014, tên tuổi của Duy Khánh mới thực sự vụt sáng khi hóa thân vào nhân vật Cô Giáo Khánh trong sitcom School TV. Anh chàng vào vai một nhà giáo hài hước, điệu đà, đặc biệt đánh đá, có phần chua ngoa. Rất nhanh chóng, các clip hài hước của Cô Giáo Khánh trở nên viral trên mạng xã hội nhờ nét diễn vui nhộn đầy duyên dáng. Anh chị em của tôi nhờ những du điêu truyền thông của gia đình tôi. Rồi bạn ơi, cái gì bạn ơi, like tôi nghe được không, tôi không nhiều. Một điểm thú vị trong các vai diễn của Duy Khánh đó chính là các nhân vật của anh không biết là vô tình hay hữu ý đều có tên là Khánh. Theo như tính toán sơ bộ của tôi thì cũng phải có ít nhất 3 phim, phải nói là một sự đánh bản quyền quá thông minh. Nice. Bên cạnh đó, Duy Khánh tiếp tục tham gia các game show giải trí như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, mà hôm nay là không làm Lớp Học Vui Nhộn, Nào Anh Cứ Nói Sẽ Yêu Em Nhiều Mà Sao Giờ Bỗng Tên Lặng. Đặc biệt, anh giành ngôi vị quán quân, gương mặt thương quen một cách thuyết phục, chứng tỏ khả năng thiên biến vạn hóa thân sâu của mình với một loạt các nhân vật như ca sĩ Vũ Hà trong ca khúc Vui Nhộn Từng Làm Mưa Làm Gió Một Thời, Người Tình Maya Hi. Alo, em à, nhớ anh không, nhớ hay Một Màu Sắc Khác của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Keep Me In Love. Tôi nhận thấy cũng phải rap 1:1 so với bản gốc. Hãy giữ cho con tim chẳng dừng xa dấu phút giây. Và ấn tượng nhất không thể không kể tới màn hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc ở đêm chung kết, giúp nam diễn viên chạm tay tới ngôi vị cao nhất. Nên con chắc chắn ở dưới đây là một con cá bắn. Ngay từ khi xuất hiện, Duy Khánh đã gây thích thú với dung mạo nàng cám đánh đá, điểm nốt ruồi duyên dáng, có cải hoa trên tóc, nhí nhảnh độc thoại bên giếng nước. Tôi thì chưa thấy cám thật bao giờ, nhưng mà phiên bản sàn ép này nghe chừng làm tôi liên tưởng đến nhân vật này hơn. Sau sự thành công của Gương Mặt Thân Quen, Duy Khánh thươn hàng sông lên, tiếp tục cho ra mắt là series sitcom 3 Năm Bóng, Tiệm Tóc Bất Ổn. Các sản phẩm đều đạt được các thành tích ấn tượng và liên tục là top trending ở nội dung giải trí, sáng tạo. Bà đâu sao? Đúng không? Tôi cái gì nó vậy? Cái gì vậy? Ghê quá. Rất là gớm tiếc. Trong đó, Sáu Sân Si vinh dự đạt giải thưởng phim web drama được yêu thích nhất. Và nam nghệ sĩ cũng ấm trọn giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất tại đêm trao giải Ngôi Sao Xanh năm 2020. Không chỉ dừng lại ở diễn viên hài, Duy Khánh tiếp tục chinh phục màn ảnh rộng với các vai diễn trong các phim Chạy Đi Rồi Tính, Sài Gòn Anh Yêu Em, Qua Bể Làm Chi, Ước Hẹn Mùa Thu. Anh chàng này cũng từng bộc bạch rằng bản thân muốn thoát khỏi hình tượng giả gái, muốn làm nên thương hiệu để mang lại cảm xúc mới mẻ hơn cho khán giả, đang chứng tỏ thêm sự tận tụy và đam mê của anh với loại hình nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng mà hiện tại là khách đã tạm ngưng, không có giả những cái nhân vật nữ nữa. Thì tại vì mình xây dựng hình ảnh mà đến với khán giả như thế nào là do mình. Năm 2022 phải nói là một cú nổ lớn với Duy Khánh khi góp mặt vào dàn Sao Nhập Ngũ. Ngay khi tập đầu vừa lên sóng, nam nghệ sĩ ngay lập tức trở thành cái tên viral với chiếc túi thần kỳ chứa vô số món bài bối. Đây là xịt chống nắng. Dạ đây là xịt khoáng ạ. Dạ cái này là xịt giữ ẩm ạ. Đi Nhập Ngũ hay đi picnic thì anh trai ơi. Cứ có vật đổi sao rời thì có vẻ Duy Khánh nhà ta vẫn cứ chấp nhận với chiếc lăn nách sắp chạm đáy của mình. Nên rất nhẹ ạ. Tôi chỉ xin thôi. Tôi hỏi đồng chí, dạ, một là đồng chí có bị
gọi là tôi không bị hôi nách. Chưa hết, bộ đồ thanh độ Duy Khánh vẫn là một trong những biểu tượng iconic của cặp đôi vàng trong làng Cùng Tiến. Tiến thì cùng Tiến đấy, mà sao mỗi người một nhìn thế này hai đồng chí ơi. Nhìn sang phải, 2, 1, sang phải. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Duy Khánh còn đảm nhận nhiều nhạc phim của web drama. Từ đó, tài năng âm nhạc của Duy Khánh mới được mọi người biết đến. Trước đó, Duy Khánh cũng khiến biết bao nhiêu người sao xuyến khi ra mắt một số bài hát mang giai điệu sâu lắng, ngọt ngào như Lưng Chừng Nước Mắt, Nếu Như Anh Có Thể, Có Lẽ Anh Nhớ Em. Vào thời điểm mới ra mắt, giọng ca của Duy Khánh đã nhận được sự đánh giá cao. Nhiều bài hát còn gây nghiện khiến khán giả của anh chàng không khỏi suýt xa và mong anh ra mắt thêm nhiều bài hát nữa trong tương lai. Còn về khả năng trình diễn của anh chàng đa di năng này thì thôi, khỏi phải bàn, miễn chê luôn. Trong fan meeting sinh nhật của mình, Duy Khánh đã có màn nhảy mashup hit, khoe vũ đạo cực điêu luyện khiến fan của anh chàng bất ngờ thích thú không thôi. Mới đây, anh khiến khán giả phải châm trồ khi có mặt trong dàn 33 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ngay màn chào sân với ca khúc Think of You được làm mới phần phối khí, lời rap, cách hát và trình diễn sôi động, trẻ trung hơn. Khán giả chưa gì đã có một pha đứng ngồi không yên vì quá là cháy luôn. Màn thể hiện này cũng giúp người xem thấy được tiềm năng của anh trên sân khấu âm nhạc, khi anh vừa phô diễn giọng hát vừa thể hiện khả năng bắn rap kết hợp với vũ đạo và thể hiện sở trường diễn xuất. Từ tập 4 của chương trình, Duy Khánh cùng các thành viên của nhà Xương Rồng đã đem đến cho khán giả những cảm xúc khó tả trong đêm công diễn 1 với chủ đề Người Thiếu Niên Thuở Nào, với tiết mục Áo Mùa Đông và Trở Về. Đây cảm ứng là hình ảnh cựu chiến binh lạc quan, yêu đời, tận hưởng cuộc sống tự do quê hương trong ca khúc Trở Về, và hình ảnh người chiến sĩ cách mạng với màu áo lính lạc quan cùng chiếc áo trấn thủ đầy khí phách can trường chiến đấu vì hòa bình dân tộc trong Áo Mùa Đông. Trong phần trình diễn này, Duy Khánh đã khiến khán giả bất ngờ với giọng hát sâu lắng, nhẹ nhàng, chạm đến cảm xúc của người nghe. Tất cả tạo nên một bản hòa ca bùng nổ khi khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ dạo dực, nhiệt huyết đến xúc động và tràn đầy tự hào về hình ảnh người chiến sĩ cụ Hồ. Sau thành công rực rỡ của đêm công diễn số 1 với số điểm cao nhất trong số 8 đội, đến với phần 1 của đêm công diễn thứ 2, nhà Xương Rồng đã chào đón hai thành viên mới là Băng Kiều và Binzy, tạo nên liên minh phát tài. Trong lần xuất hiện này, từ hình ảnh người lính, Duy Khánh hóa thân thành một phi hành gia, truyền tải thông điệp tình yêu qua ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm. Cả 6 giọng ca của liên minh, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng với giọng ca khỏe khoắn, trầm ấm và ngọt ngào. Mang hòa giọng Dẫu Có Lỗi Lầm đã giúp liên minh phát tài của Duy Khánh đạt vị trí thứ 2 với 1.790 điểm hỏa lực. Phần 2 sẽ được tiếp tục trong tập 6, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn ú à, những cảm xúc khó tả. Và chắc hẳn với bản thân Duy Khánh, trong thời gian tới, anh chàng sẽ cực kỳ bùng nổ với đa dạng phong cách khác nhau. Với niềm đam mê âm nhạc, không ngừng học hỏi và làm mới bản thân, cùng chúc cho anh tài Duy Khánh của chúng ta sẽ luôn tỏa sáng và gặt hái được thật nhiều thành công. Cùng VTV Show tiếp tục ủng hộ cho anh tài Duy Khánh và 32 anh tài còn lại trong phần 2 của công diễn 2 trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nha.